Hùng xin mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hùng. Thì mọi người thấy trên tay Hùng đang cầm cái gì không? Đây chính là một món quà hôm trước Sang Vlog đã tặng cho Hùng. Thì trước khi giới thiệu cho mọi người món quà này thì để mình và mọi người cùng nói chuyện về vấn đề của Sang trong thời gian qua. Thì những ai yêu quý Sang đã theo dõi Sang trong thời gian qua, trong mấy ngày vừa rồi thì Sang có gặp một số rắc rối, đó là Sang đi rừng bắt cái con càng tôm. Thì cũng rất may là Sang chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính thôi, cũng rất may là không có cái gì nghiêm trọng đối với Sang. Nhưng mà cũng đó là cũng là một cái bài học cho tất cả mọi người làm YouTube. Thì sau cái vụ vừa rồi thì Sang phải gỡ rất là nhiều cái video liên quan đến rừng và săn bắt động vật. Thì mọi người cũng có cái thắc mắc là tại sao mà người ta cái con đó ở trên trên mạng rất là nhiều người làm săn bắt, người ta ăn thịt đầy đấy, tại sao không ai bị gì hết mà tại sao cái kênh của Sang lại bị như vậy, hay là Sang tự nói ra, tự biên tự diễn. Thì Hùng cũng đọc được cái lời nói như vậy. Thì thật ra cho mọi người không hiểu thì đúng ra là Hùng cũng thử lên mạng, Hùng search là bắt kỳ tôm. Thì cũng rất là nhiều cái video và cũng rất là nhiều YouTuber làm. Nhưng mà mọi người biết nó nằm một cái vấn đề, nó nằm ở chỗ này nè. Khi mà Hùng cũng xem rồi, những cái kênh kia cũng có làm rất là nhiều, nhưng mà những cái kênh kia thì chỉ có ít view, ít số lượng view, ít sub thì không ai biết đến, và hoặc là người ta chưa bên bộ phận kiểm lâm cũng như là an ninh mạng, người ta chưa có để ý tới thôi. Nhưng mà theo Hùng nghĩ thì sớm hay muộn gì thì người ta cũng sẽ xử lý những kênh đó thôi. Tại vì cái kênh của Sang là kênh quá lớn. Thì mọi người đã biết cái số lượng mà sub của Sang là bây giờ là gần 2 triệu người đăng ký rồi. Với lại cái số lượng view thì một cái video nào của Sang cũng là 1 triệu mấy người đăng ký, à triệu mấy lượt xem. Thì đó, mọi người thấy cái lượt xem đó là cái mức độ lan tỏa nó rất là nhiều, mức độ lan tỏa rất là lớn. Nên là bên an ninh mạng thì bên bộ phận bên kiểm lâm thì người ta sẽ quét và người ta sẽ để ý những cái kênh đó nhiều hơn. Chứ còn những cái kênh nhỏ kia thì sớm hay muộn gì thì theo Hùng nghĩ thì cũng sẽ bị xử lý thôi. Tại vì khi luật đã ban hành ra rồi thì trước sau gì cũng bị xử lý cái đó. Nên là mọi người đừng thông cảm, đừng có nghĩ là Sang tự biên tự diễn để ra để nói những cái vấn đề đó để làm vấn đề nó phức tạp. Tại vì những kênh kia thì nhỏ, còn kênh của Sang thì nó khác. Như mọi người đã biết là có rất là nhiều cái kênh đã phải chuyển đổi chủ đề. Và lại không phải là không được làm luôn á, không dám làm luôn, nhưng mà là về cái chủ đề săn bắt nữa, nó rất là nguy hiểm, có thể vi phạm pháp luật. Thì cũng mong cho mọi người hiểu là cái vấn đề đó. Sang cũng muốn cho mọi người xem những cái video về đồng quê, thiên nhiên, rừng núi, để cho những người ở xa quê hay là ở trên thành phố họ được xem những cái cảnh ở dưới quê hương. Nhưng mà thật sự theo cái luật mới bảo vệ động vật bây giờ thì thật sự cũng rất là khó cho Sang trước cái con đường phía trước làm video của mình. Thì bây giờ luật pháp đã ban hành như vậy để tất cả mọi người chúng ta hãy bảo vệ động vật, thì bây giờ cũng phải chịu thôi, chúng ta phải sống và chấp hành theo luật pháp thôi. Biết là như vậy là rất là khó cho Sang trước cái con đường làm video phía trước, nhưng mà chắc cũng phải cố gắng khắc phục, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Sang. Thì cũng đây cũng là một cái bài học cho tất cả mọi người làm YouTuber. Khi chúng ta làm về cái chủ đề săn bắt và động vật như vậy, chúng ta cần tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam và bảo vệ các loài động vật. Thì quay trở lại cái món quà mà Sang đã tặng cho Hùng, Hùng giới thiệu cái phần đầu này. Thì đây chính là một cái gimbal mọi người ạ. Cái gimbal này là nó có tác dụng là dùng để chống rung đó mọi người ạ. Thì cái điện thoại khi mình quay á, mình cầm tay á, thì nó bị rung rất là nhiều và nó sẽ khó nhìn. Thì không phải là ai cũng giống như Sang mà chỉ quay bằng tay mà cái điện thoại nó lại đẹp như vậy được. Thì cái tác dụng của cái gimbal này nó là nó cài vô đây. Đó. Cái này từ bữa giờ Sang cho Hùng thì Hùng thử 1-2 lần rồi, nhưng mà nó bây giờ hôm nay nó hết pin rồi, Hùng chưa có kịp sạc lên. Thì khi nào Hùng không mở lên được, khi mở lên thì nó sẽ dựng đứng lên như vậy nè. Đó, dựng đứng lên như vậy thì mình sẽ cầm này mình quay, nó sẽ cố định cái góc quay này để nó không bị rung lắc. Đó. Thì
Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà Hùng không cho Sang cái gì thì thôi, mà sao Hùng lại lấy cái di bồ này của Sang. Thì mọi người ơi, cuộc sống nó còn lâu còn dài mọi người ạ, nó không phải là ngày một ngày hai đâu. Thì cái bồ này thì Sang nói là có một ai đó đã tặng cho Sang rất là lâu rồi, và Sang cũng đã dùng thử một hai lần rồi, nhưng mà Sang dùng không được, không quen, nên Sang chỉ có quen dùng tay, cầm tay như vậy thôi, cầm tay quay như vậy này. Đó, đây là Sang bảo là em không dùng được, không biết dùng, không phải là không biết dùng, mà dùng thì chắc tập cũng dùng được thôi, nhưng mà chẳng qua là không quen thôi. Thì Sang bảo là anh cầm về anh dùng đi, không để lâu quá là nó sẽ hư á, để lâu hàng điện tử để lâu nó sẽ hư. Thì Hùng cũng cầm về Hùng dùng, khi nào Sang cần thì Hùng sẽ đưa lại cho Sang. Thì hôm trước Hùng cũng đặt hàng mua hai cái mic để cài áo này mọi người, để khi mình quay từ xa mình đeo vào cho nó nghe âm thanh nó rõ hơn á. Thì Hùng cũng đặt hai cái, Hùng hôm nào Hùng về Hùng sẽ tặng cho Sang một cái mic giống như vậy, để khi nào mà cần thiết thì Sang sẽ dùng. Nhưng mà Sang rất là không thích mà dùng mấy cái đồ công nghệ đâu, mic rồi quay rồi các kiểu đó. Sang chỉ có một chiếc điện thoại, duy nhất một chiếc điện thoại thôi. Nhưng mà hôm đó Hùng gọi Sang là anh cứ mua hai chiếc, khi nào em cần thì em dùng, cần thiết thì dùng. Thì Sang lúc nào cũng chỉ quen một chiếc điện thoại thôi, cứ quay vậy thôi. Công nhận là mình cũng phải khắc phục cái khả năng mà cầm máy quay này của Sang. Hùng đã thử rồi, mình đã thử và mình cố gắng lắm để cho nó chống rung lắc, nhưng mà thật sự là nó cũng chỉ đỡ một phần nào thôi, chứ nó không bao giờ được tuyệt vời như của Sang được. Thì nói tới đây mình đã có cái thông tin là rất là nhiều bạn luôn không có tin là Sang quay bằng cái điện thoại. Các bạn nghĩ là Sang sẽ quay bằng một cái máy quay chuyên nghiệp đắt tiền. Thì cái video hôm trước Hùng đến thăm nhà Sang lần đầu tiên á, Hùng có quay toàn thể các vật dụng, các đồ dùng ở trong nhà của Sang. Mọi người, mình giới thiệu cho các bạn đi vô trong nhà của bạn Sang để quay cái nhà của bạn Sang mọi người nhé. Thì nói chung bạn Sang ở đây thì rất là khó khăn. Những ai là fan của bạn Sang, xem video của bạn Sang thì đã biết rồi ha. Hoàn cảnh mọi người ở dưới vùng quê này thì thật sự rất là khó khăn mọi người ạ. Thì đây là ngôi nhà của bạn Sang này. Thì bạn Sang chắc là đi buổi sáng đi làm video mọi người ạ, nên là mình sẽ không gặp. Rồi đó, gian bếp của bạn Sang này, TV nhìn rất là quen thuộc luôn mọi người ạ. Và cái võng bạn Sang hay ngồi đây này, đây là góc mà bạn Sang hay ngồi live cho mọi người xem này. Đó, cái khung cảnh rất là quen thuộc các mọi người ha. Nhìn cái khung cảnh này thì rất là, trong cái thời buổi xã hội hiện nay mà như vậy thì cũng rất là thương bọn Sang luôn. Mà kênh của Sang còn đang bị mất đề xuất nha mọi người nhá. Những ai bạn nào mà xem kênh cho Sang á, thì mọi người hãy xem video giúp Sang cho mọi người nhá, cho cái kênh bạn Sang lấy lại đề xuất đi, chứ kênh bạn nghe nói là đang bị mất đề xuất, rất là tội nghiệp bạn ạ. Đây là cái chỗ ngủ của mẹ Sang. Thôi mình cũng quay cho sơ vậy thôi, mình cũng không có quay kỹ quá cái góc riêng tư nha mọi người nhá. Thì ngôi nhà rất là giản dị, có hai cái võng. Thì những ai xem video của Sang thì quá quen thuộc với cái không gian này rồi. Thì đó, mọi người thấy Hùng quay nhà Sang ở trong nhà không hề có một cái thiết bị máy tính hay là một cái máy quay hiện đại nào. Thì có nhiều người vẫn không tin, cho tới bây giờ vẫn không tin là Sang sử dụng điện thoại, cứ nghĩ là Sang sử dụng một cái máy quay đắt tiền. Thì thật ra là Hùng được biết là Sang chỉ có sử dụng một chiếc điện thoại thôi mọi người ạ, một chiếc điện thoại duy nhất mà thôi. Thì Sang có mua một cái điện thoại S10 khá là lâu rồi, và mới đây thì Sang mới mua một cái S10 cộng để thay thế cái máy cũ kia đã rất là lâu rồi. Thì đó cũng là một cái khả năng. Thì trong cuộc sống chắc là mỗi người, ông trời ông tạo hóa cho mỗi người một cái khả năng riêng biệt. Thì cái khả năng của Sang đó là quay và dựng video, thì đó là một cái khả năng rất là hay luôn. Thì trong cuộc sống mà không ai, ông trời cũng không lấy của ai cái gì hết, người sẽ mất cái này thì sẽ được cái kia thôi. Nhưng mà thấy Sang được một cái khả năng quay dựng phim và một cái tư duy góc quay rất là tuyệt vời, thì cũng chúc cho Sang
ngày càng phát triển hơn và ngày càng thành công hơn nữa trong cái cuộc sống và trong con đường làm video của mình. Thì trong cái video này á, Hùng muốn giới thiệu cho mọi người một cái món quà của Sang tặng cho Hùng, và cũng muốn nói chuyện giao lưu cùng với mọi người. Thì chắc Hùng cũng kết thúc video ở đây. Hùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Hùng cũng như Sang trong thời gian qua. Hùng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.